xin kính chào quý vị và các bạn. Nắng sẽ là trạng thái thời tiết xuyên suốt trong cả một tuần tới ở các địa điểm du lịch Trung Bộ. Khả năng là từ giữa tuần sau trở đi sẽ xuất hiện nhiều điểm nắng nóng. Còn với các điểm đến ở Tây Nguyên, dịp này cũng nắng nhiều và khá nóng, một vài nơi xuất hiện mưa rông về chiều tối. Ngày ngày mai, ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, ở Tây Nguyên vẫn chủ đạo là nắng nhiều và khả năng mưa thấp. Cả nắng vùng cao nguyên khá gắt kết hợp với mức nhiệt cao nhất có thể lên tới 33-34 độ. Ở Buôn Ma Thuột, con Tum, Pleiku, cool, quý vị sẽ cảm thấy bầu không khí nóng rõ. Chỉ riêng có Đà Lạt vẫn duy trì tiết trời dịu mát với mức nhiệt 25 độ. Ngoài Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc cũng là điểm đến thu hút khách du lịch tại tỉnh Lâm Đồng. Dịp này đến đây thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về thời tiết. Hầu như các ngày đều có nắng đẹp và ít mưa. Quý vị có thể thoải mái đi chơi, khám phá các địa danh tại đây. Có thể kể đến như là thác Damri, núi Đại Bình, đồi gió hay là hồ Nam Phương. Về nhiệt độ cao nhất các ngày, phổ biến trong khoảng từ 29 tới 32 độ. Có thể chỉ nóng nhẹ vào buổi trưa, các khoảng thời gian khác trong ngày thì nhìn chung là dễ chịu. Với đêm và sáng sớm thì quý vị còn được tận hưởng cái lạnh vùng cao nguyên khi nhiệt độ hạ xuống còn 20 tới 22 độ. Với trung bộ trong ngày mai cũng là nắng nhiều nhưng không khí vẫn tương đối dễ chịu, chưa cảm thấy nóng. Nhất là các điểm đến ở phía Bắc, nhiệt độ từ Thanh Hóa trở xuống tới Huế là 28 đến 32 độ, còn ở nửa phía Nam thì nhỉnh hơn, 31 đến 33 độ. Quý vị đến với đồng hới trong cả dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, thời tiết khá lý tưởng. Dự báo từ ngày hôm nay đến ngày thứ tư, trời chủ yếu là nắng mây đan xen. Dù nhiệt độ có tăng nhưng mà chưa quá nóng, nhiệt sẽ tăng từ 29 lên mức 33 độ. Quý vị vẫn có thể thoải mái trong các hoạt động ngoài trời. Và từ ngày thứ năm cho đến hết tuần, nắng mạnh và gắt hơn. Không khí sẽ nóng lên nhanh chóng, nhiệt độ sẽ chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ và ngày thứ năm thậm chí là còn đạt ngưỡng nắng nóng 38 độ vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Ban đêm nhiệt độ cũng tăng từ 23 lên 28 độ. Ở các điểm du lịch Nam Bộ như tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang duy trì nắng nóng. Trong một tuần tới, mức nhiệt cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Cộng với hiệu ứng đô thị, ở ngoài trời quý vị còn cảm thấy cái nóng lên mức 38-39 độ, khá khó chịu khi chơi ở ngoài trời. Bởi vậy mà quý vị nên ưu tiên các điểm đến có không gian xanh mát hoặc là các điểm du lịch ở trong nhà. Với Hà Nội, trong một tuần tới sẽ là xu hướng tăng nắng, tăng nhiệt. Nắng nóng cũng sẽ xuất hiện trong các ngày, từ ngày thứ 5 cho đến ngày thứ 7. Còn trước đó, trong các ngày nghỉ lễ, thời tiết vẫn khá lý tưởng để đi chơi. Trời nắng mây đan xen riêng ngày mai còn khá mát với mức nhiệt là 28 độ. Hai ngày tiếp theo, nhiệt độ sẽ tăng lên 30 rồi 32 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.